Ở nhà thì là xong rồi, nấu canh rất đơn giản nhưng mà rất ngon nha. Đây cả nhà, nấu canh thật hấp dẫn luôn. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các cô chú anh chị xem nấu cách nấu món bông trang như với cá gì cho nó ngon, gồm những hương vị gì cho nấu canh đặc sắc nha cả nhà. Mời mọi người theo con nha. Đây bông trang nha cả nhà. Này bà xã mình giới thiệu giờ mấy cái bông trang này. Chào vợ. Chào cả nhà nha. Ý là đây là cây bông tan này, nhưng mà trước khi, có nghĩa là nó nằm ở trên hòn đá. Trước khi mình muốn ăn á, là mình phải lạch bỏ nó, gọi là mình cắt nó đi, bỏ nó một chút xíu. Nhiều khi là đá rồi nó cộm vào á, để cho mình ăn cho nó được sạch, nó không bị cộm đá. Nghe cả nhà, bông trang này. Đây này, bông trang này, mùa này đặc sản ở quê em nha. Bông trang biển đó. Đây mình nấu chung với cá cần với cái gì cá tươi nha, đặc biệt là cá tươi nha các cô chú anh chị. Nấu với cái món này á là mình nấu với cá tươi nha, cá tươi đặc biệt rất ngon luôn, cho mình đừng ra chợ mà mua cá mua đá về nó không ngon đâu nha. Đấy hơn cá này này mà mình không có, hai cá này mình tìm không có ra thì mình nấu chung với thịt với tôm bằm vẫn được, vẫn ngon luôn. Đây nha cả nhà, đây là những hương vị để nấu cái nồi canh bột trang này. Đấy. Cá này thì nó tanh nhưng mà mình nấu chung với bông trang á thì nó phai á, nó không còn tanh nữa nha, nó không còn tanh nữa đâu, mà đặc biệt nồi canh nó rất ngon luôn á. Cái bông trang này thì cả nhà mình nấu chung kèm với, nếu mà ít quá mình nấu chung với kèm với rau cúc cũng được nha, cải cúc đó. Cúc hạt sắn, củ sắn đó, nấu kèm với củ sắn hoặc rau cúc cũng ngon nha, ngon lắm. Nó khác với mứt nha, bông trang này khác với mứt nha, mứt khác nha. Cái bông trang này nó ăn vào các cô chú anh chị nấu ra nó sẽ có độ nhớt á, độ nhờn á, rất bổ luôn nha. Còn cái mứt á nó không có độ nhờn đâu nha. Cái này thì mình ăn nó giòn lắm. Cái bông trang này rất giòn. Giòn ăn bổ cho xương khớp đó. Đó là đặc sản ở biển con nha. Nó một năm chỉ ra một lần thôi. Nó chỉ ra một lần. Cái gì nó rơi vào biển thì nó vẫn ra một lần thôi. Nên như mứt cũng vậy. Mứt thì nó không có giòn. Nó vẫn ngọt, rất bổ, nhưng mà cái bông trang thì nó giòn. Nó được cái là nó sẽ có chất nhờn nữa đó nha cả nhà. Đây các cô chú thì xem bà xã con chế biến rồi nha, chế biến cái món canh này rất ngon luôn. Cái này là mình nấu canh sâu là mình bỏ cá vô trước nha, còn cái bông trang thì xíu mình bỏ vô sâu, cho mình bỏ vô bông trang vô trước thì nó sẽ không ngon đâu. Đây mình nêm rồi nha cả nhà. Nấu canh bông trang thì mình nêm rồi mình mới bỏ bông trang vô nha. Chờ các anh chị cô chú bỏ bông trang vô trước á là nó sẽ sâu, nó không có giòn, còn giòn nữa đâu. Con chú chị nấu cái nồi canh này bật cá vô này, chờ cá nó sôi nêm xong rồi mình bỏ bông trang nha. Bỏ bông trang vô tầm khoảng trong vòng 1 phút á, con chú anh chị nhấc xuống nha. Nó cho có độ bông trang nó còn độ giòn nữa. Với nó có đồ dẻo rất ngon luôn. Đấy. Đây là con bông trang này. Đặc sản ở Nhân Hải luôn.
Rồi mình đi nêm hành ngò vô thôi. Rồi. Rồi cho nó sôi đấy. Rồi. Cho chú anh chị nhớ nha, 1 phút nha, đừng không được đổ nhiều đâu nha, đổ nhiều là bông trang nó sẽ sâu nữa. Ở nhà thì là xong rồi, nấu canh rất đơn giản nhưng mà rất ngon nha. Cả nhà canh thật hấp dẫn luôn.